Xin chào các bạn. Mình rất là vui khi được bước tiếp vào vòng gala thứ ba này. Bây giờ có một sự cố xảy ra với mình là chân của mình đang bị chấn thương cũ tái phát. Nhưng mà ở bên cạnh đó thì nguồn động viên tinh thần của mình cũng rất nhiều. Từ các bạn thí sinh ở cùng phòng, rồi từ các bạn khán giả yêu mến mình. Các bạn đã là nguồn động viên rất lớn cho Lều để giúp Lều được quyết tâm, càng quyết tâm hơn nữa, quyết tâm cố gắng hết sức mình để tiếp tục tham dự cuộc thi này. Mình chọn thể loại dance và ca khúc Giận Anh yêu cầu có vũ đạo một chút, nhưng mà rất tiếc là do chấn thương nên mình nghĩ là mình vẫn vũ đạo nhưng giảm lại, nhưng mà cũng sẽ cố gắng khởi động cái chân này và sẽ bàn bạc lại với các anh chị hoặc là các thầy cô giáo. Ấn tượng đối với khán giả đó chính là mặc dù đau chân nhưng biểu diễn vẫn rất là sôi động ở trên sân khấu. Giận anh vì sao anh không đến? Giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa? Giận anh vì sao không tin nhắn? Giận anh cứ ngó nghiêng cà phê là cả suốt ngày. Giận anh vì sao đêm không nắng? Giận anh vì sao bỗng dưng phố lại đông? Giận anh vì sao? Vì sao em giận anh? Vì yêu quá nên muốn giữ lấy anh mà thôi, cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi em giận phù vân, đừng trách móc chi em giận yêu đây thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Chẳng biết giận anh, giận anh đang ở đâu, làm em cứ lòng ngóng mới tối. Tất nhiên là anh rất thông cảm với cái chân bị đau của em. Nhưng mà cái bài hát này thì anh không biết là xếp vào thể loại nào trong ba cái thể loại của đêm nay. Nhưng cái điều đấy không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất là em làm nó không, anh nói nào nhỉ? Em làm nó không quyết liệt. Không quyết liệt ở đây nó thể hiện qua rất là, không phải là chỉ cách hát mà là thậm chí em hát nó có thể, nhưng mà nó ở đây là nó không quyết liệt trong cái phong cách của em ấy. Nếu em muốn nó hấp dẫn thì em phải làm cho người phụ nữ người ta ghen tức với em, thậm chí người ta ghét em. Em đừng có trung hòa quá, em sợ mọi người, em lúc nào em cũng vuốt ve mọi người quá thì nó, anh sợ là nó sẽ không có rõ ràng. Làm cái gì nó cũng phải đến nơi đến chốn, tức là nó phải rất là quyết liệt. Anh nghĩ là em nên quyết liệt hơn, đừng sợ người ta ghét em. Em nghĩ là, cho em được nói nữa không ạ? Em nghĩ là ca khúc Giận Anh thì tất cả các bạn đều thể hiện với sự tức giận. Nhưng với em là trong sự tức giận em vẫn luôn dành một tình yêu cho người đó. Dù giận anh đến mấy cái chân nữa thì em vẫn phải mềm mỏng để kéo anh về. Đó là điều quan trọng hơn đúng không? Nhưng mà nhiều lúc em bị lầm đấy, em mềm mỏng quá người ta thấy ghét. Đó là chị nói em ơi. Thật sự đó là nhạc đen, tôi thông cảm cho cái chân đau của em. Tại vì tôi đã bị đau và tôi muốn làm hết mình. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như em thể đứng, em chỉ cần sexy thế này thôi là đủ rồi. Và em thể hiện giọng hát mình quyết liệt hơn, giống như anh Trung nói. Tôi hiểu về điều đó. Cái
gì nó đều nó cứ cứ nửa nửa một nửa như vậy thì nó không không em. Em không cần phải di chuyển nhiều, em chỉ cần sexy như hồi đầu tiên và em hát quyết liệt hơn. Tôi nghĩ là sẽ rất là tốt. Tôi thì nghĩ hồi nãy chị Siêu có nói sẽ truyền lửa cho các thí sinh á. Tôi thắng lửa không có truyền mà như truyền đậu chân thì phải. Xin lỗi em. Mình thấy là anh Trung cứ nhắc đi nhắc lại là em làm là để cho phụ nữ đừng có sợ phụ nữ ghét em. Nhưng mà hôm nay thì đã có đến hai người phụ nữ ngồi đây đúng không ạ? Chị Siêu không ghét Liều Phương Anh không đúng không ạ? Không ghét. Vâng, và chị cũng thấy cảm thấy tiết mục vừa rồi chị không ghét Liều Phương Anh vì cái điều là em như em nói đấy, em làm cho người ta cảm thấy là em giận nhưng mà em không phải là một người bừng mừng lửa giận khiến cho người ta sợ. Một người phụ nữ đang giận thì rất là đáng sợ, không đáng sợ. Và hôm nay vì là em nói ngay từ đầu trong cả video clip lẫn tất cả sự thể hiện của em, chị thấy em là một cô gái rất dũng cảm. Em cảm ơn chị. Vâng, và xin mời đại diện cho cô Trung ạ. Tôi thì tôi nghĩ như vậy, chắc là bài tuần trước anh Quốc Trung có chê em nhiều quá, cho nên là tuần này em chọn bài giận anh thì anh thấy là rất là đúng. Giận anh để kéo luôn về nhé. Hợp lý quá. Và anh thấy là thật ra em làm cái bài ngày hôm nay tốt, bởi vì cái tập của em là hay làm quá, và hôm nay chính là nhờ cái đau chân của em mà nó lại vừa phải, cho nên anh thấy tốt. Và anh cảm thay anh Quốc Trung cảm ơn em đã tặng cái bài giận anh cho anh Quốc Trung. Vâng, dù không biết là Liều Phương Anh giận anh nào, không và... không giận ai hết ạ. Em luôn cảm ơn tất cả những lời góp ý của ban giám khảo vì em rất sợ được khen. Bởi vì phải chê thì em mới biết vòng sau em làm cái gì ạ. Vâng, bởi vì tôi muốn nói rằng Liều Phương Anh, bạn biết sao không, dù có thể là giận tôi đi chăng nữa thì anh này cũng muốn nói với em Liều Phương Anh rằng là anh cùng với quý vị khán giả, dù em có giận đến mấy vẫn nhắn tin một gửi về số 6358 để ủng hộ.